Và thưa quý vị, như vậy hai tài năng nhí của chúng ta đã thuộc về mỗi một đội bình luận viên sở hữu một bé. Và hãy xem tài năng nhí tiếp theo sẽ sở hữu khả năng đặc biệt nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi clip sau đây. Alo, mình mới bó thằng lên Facebook nè, bạn nhớ like vô nha. Sammy ơi, con vô ăn cơm nè. Không vô ăn cơm đâu, lấy con ăn. Xin chào các bạn đã đến với vlog số 20 của cô Sammy. Hiện nay mình thấy có rất là nhiều bạn trên Facebook nè. Các bạn ơi, dùng Facebook để kết nối bạn bè là tốt, nhưng chỉ chừng mực thôi nhé. Thôi mình tắt mình đi ăn cơm đây. À mà quên nữa, mình là cô Sammy, là biệt tài chí hơn. Chúng ta cùng nhau đến với năm tài năng mà chương trình cung cấp cho hai bình luận viên. Xin mời. Ồ, làm vlog, biểu diễn piano, thần đồng ngoại ngữ, nhảy múa, chụp ảnh nghệ thuật. Thì sau khi xem cái clip thì đúng là cái kiểu vlog. Yeah. Nhưng ở phía sau bé mình cũng thấy một cái piano và cái khách mặc quần áo rất là ngầu, cũng có một cái chất nhảy múa. Gì vậy, hết luôn rồi. Hết luôn rồi. Mà cái tên là tên Sammy. Không phải tên bên Việt nữa. Đúng cũng rồi. Có thể là thần đồng ngoại ngữ. Thần đồng ngoại ngữ. Mà nó nhìn cái hình là chụp này không, cũng có thể chụp ảnh nghệ thuật luôn. Rất là nhảy. Tạo giá rất chuyên nghiệp ạ. Đúng rồi. Đó, thôi vậy. Cảm ơn anh Huy. Nói chung là theo nhận định của Huy thì mọi khả năng đều có thể xảy ra hết. Đúng, chính xác. Bé này nhảy múa có một cái cảm giác như thế thôi, chứ mình họ không dám chắc. Tôi đang suy nghĩ. Cô Sammy. Cô Sammy là nước nào? Theo linh cảm không thì bây giờ tôi thấy là linh cảm của cô Cẩm khá là dính. Mà cô Cẩm đã nghĩ bé nhảy múa rồi thì dĩ nhiên tôi sẽ theo thôi. Nhảy múa. Nhảy múa. À, và dựa vào những phán đoán rất là tinh tế của anh John Huy Trần thì Piano. Yeah. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với tài năng của bé Kosami. Xin mời ạ. Được tài năng của bé Kosami đó chính là nhảy múa. Rồi mời con ngồi đi con. Con ơi, cái tên đó là tên thiệt của con hả hay là biệt danh thôi? Dạ tên thiệt ạ. Ba con là người nước nào? Dạ nước Singapore. Nếu mà chú Huy dựng bài cho con có thích không? Dạ thích. Dạ. Là hứa thôi chưa chắc làm. Thời gian đâu chú Huy dựng bài cho con. Nhưng đây, người mày có hai đứa con gái nhỏ. Dạ con có biết bài Quay ngược thời gian.
cô Cẩm Ly là toàn là hát mấy cái nhạc sôi động này nọ, biết đâu cô Cẩm Ly sẽ chỉ con hát. Nhưng mà đam mê của con là nhảy múa thì con phải phát triển cái niềm đam mê của mình chứ, phát huy chứ, đúng không? Nhảy múa mà kèm ca hát là còn hay hơn nữa đó. Mình phải tập trung vào một chuyên môn của mình con trước muốn đi. À, vừa nhảy vừa ai dài dạ, ai dài dài dạ. Con muốn gì không đó. Như vậy là hai đội đã đưa ra những cái chiêu để hai bên nói hết rồi để cân chạm. MC bày đặt gợi ý. Nếu mà con muốn thì thiếu uy dạy cho con một số động tác bây giờ luôn. Bây giờ wow. Luôn, lên luôn anh. Trời ơi, mình mới lên luôn anh. Trời ơi, sư phụ đó con. Sư phụ. Con sẽ quyết định lựa chọn đội nào? Dạ. Cô Thu Trang, chú Trần Huy Trần. Nếu mà các bạn thích nhảy múa, đam mê nhảy múa và thích bé. Dạ, cô Sammy. Cô Sammy. Hãy bình chọn cho cô Sammy nha, cả nhà ơi.